và quân sự được trưng dụng trong thời gian chưa thể nối lại cầu Phao và hiện chỉ chuyên chở người đi bộ, xe thô sơ và xe máy. Còn ô tô vẫn phải đi các tuyến đường khác xa hơn 40 đến 50 km. Hiện cầu Phao được tháo dỡ làm hai phần và đặt nằm xuôi theo dòng nước sát bờ sông. Để nối lại cầu Phao cần rất nhiều điều kiện. Dòng chảy tốc độ cao, do đó tạm thời phải cắt cầu để bảo đảm an toàn bến phà thay cho cầu Phao trong thời gian mà lưu tốc nước còn chảy rất mạnh. Rất là tuyệt vời, bởi vì là từ khi mà cầu Phong Châu nó sập thì người dân đi lại cũng khó khăn. Các đồng chí cũng đã có mặt rất kịp thời cùng với các trang thiết bị để giúp cho địa phương và người dân, trước hết là tìm kiếm những nạn nhân mất tích để tiến hành việc trục vớt các cái phương tiện, rồi lắp đặt cầu Phao để giúp cho người dân đi lại được thuận lợi. Trước đó, cầu Phao đã được vận hành từ ngày 30 tháng 9 và phải tạm dừng sau một ngày. Nước sông dâng cao cũng khiến hoạt động tìm kiếm của lực lượng đặc công nước có thời điểm phải tạm dừng. Hiện 40 thợ lặn chia làm 3 nhóm thay nhau lặn luân phiên liên tục từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Phương thức tìm kiếm là khoanh vùng, đánh dấu bằng phao các khu vực đã tìm kiếm để tránh bỏ sót. Tốc độ chảy ở khu vực sông tương đối là lớn. Thứ hai là tầm nhìn hạn chế do lượng phù sa, bồi đắp, gỗ và rác rất là nhiều trôi nổi trên mặt nước cũng như trong lòng nước đã gây không ít những cái khó khăn cũng như có thể gây nguy hiểm đối với lực lượng thợ lặn chúng tôi. Sẽ thực hiện đúng đủ những cái nội dung Bộ Quốc phòng giao, địa phương yêu cầu, những cái vị trí mà có thể là tìm được phương tiện này, nạn nhân mất tích ở cái vị trí đó là chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện cảnh báo lũ tại các khu vực này đã không còn. Trong vài ngày tới trời nắng liên tục, đây sẽ là điều kiện thuận lợi cho công tác tìm kiếm và vận hành trở lại cầu Phao.